Ôi, ôi, có bánh xe, có bánh xe. Quẹo vô, quẹo vô. Anh trai ơi, cho em qua cây. Anh trai, anh trai. Trời đất ơi, em xin qua rồi mà anh không cho em qua nữa. Chắc em về em mét mẹ em quá. Vãi trưởng anh trai. Rồi anh trai đi đi. Trời ơi, em ghé vô bánh xe em rước khách cũng không được nữa. Ôi, hello, hello bà con. Ai muốn về quê nhanh gọn lẹ, nhanh chóng đặt xe em ngay. Thì em đang có chương trình khuyến mãi. Đi 1 tính tiền 1 và đi 2 tính tiền 2 và đi 3 tính tiền 3 luôn. Ai đi đi em gia đình này đây. Xe em bây giờ là có cái chỗ mà để đồ ở trên nóc nè, nên là gia đình mình mặc dù là xách đồ nhiều, mọi người cũng có thể là bỏ trên nóc em luôn, xe quá tiện nghi luôn. Hai gia đình mình 2 4 6 7 người, nói chung là tống lên xe em vẫn được luôn. Đi không? Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2. Và để chúng ta trải nghiệm lại một cái con xe hồi xưa lơ, xưa lắc tí, hồi cái thời mà mình mới làm YouTube tới bây giờ các bạn. Đó là con Toyota Innova phiên bản xe taxi Mylin nha các bạn. Uầy, lâu rồi mình tự nhiên cái mình moi lên được cái thư mục mà những cái chiếc xe cũ mà hồi xưa mà mình thiết kế các bạn. Đó, bây giờ mình lôi lên mình chơi lại các bạn. Thì đây là con xe Toyota Innova nha các bạn. Innova, một con xe rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình, tại vì chạy ở dịch vụ rất là nhiều các bạn. Dịch vụ này và taxi nó cũng rất là nhiều luôn. Đó, đây các bạn. Đó, thì từ đây sắp tới thì mình sẽ lấy những cái mod cũ ra để mình trải nghiệm lại cho các bạn xem. Ui, mình nghĩ là rất là hay đấy, và đặc biệt là mình sẽ chia sẻ miễn phí cho các bạn luôn. Nên là các bạn nào muốn trải nghiệm cái chiếc xe này hoặc là cái bản đồ, hôm nay chúng ta đi một cái bản đồ làng quê rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn. Đó, thì cũng chia sẻ miễn phí cho các bạn luôn. Thì nên là các bạn nào thấy video của mình hay, đừng quên lại cho mình xin một like với lại đăng ký, cũng như là nếu bạn nào muốn tải thì xuống miêu tả để đến cái trang tải mod.com của mình để tải mod nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại game thôi các bạn. Và đây là con xe Toyota Innova đến từ nhà xe taxi Mylin nha các bạn. Đây, nhưng mà con xe này nó hơi bóng đúng không ta, màu nó hơi bóng tí. Đằng trước có logo của Mylin nè, bên này thấy không ta, đây mà logo Mylin nè bạn, Mylin Group. Phía sau là số điện thoại 0838383838 nè. Và cái đây là cái biển số, các bạn thấy biển số này quen thuộc không? Nếu bạn nào đã là fan của mình hồi xưa thì các bạn biết là cái biển số 65-09936 này là cái biển số xe tải của mình nè các bạn. Đó, hồi xưa con xe tải đầu tiên của mình là biển số này, nên là mình hay lấy biển số này mình chơi ấy. Phía sau cũng có chữ taxi Mylin nữa nè, số điện thoại, với lại là một cái mã định danh của chiếc xe này, đó là 1234. Hồi xưa đặt chỉ cho nó lẹ. Con này thì nói chung chạy cũng được, nhưng mà phía ngoài nó thắt cũng rất là đỉnh, nhưng mà có cái hơi tiếc, đó là nội thất là tái lấy nghịch. Đấy, hơi tiếc tí, nội thất tái lấy nghịch nè các bạn ha. Phô lăng bên này rất là đẹp luôn á, nhưng mà bù lấy cái tái lấy nghịch. Cái này mà tái lấy thuận nó là quá đỉnh luôn đúng không ạ. Nhìn ở ngoài thì các bạn có thể thấy được những cái ghế ở trong mình có lót những cái thảm màu xanh xanh, nhìn nó giống Mylin đi các bạn. Còn ở trong này thì các bạn không thấy cái ghế được chứ ấy. Thế nó mới ghê chứ. Các bạn có đi không, đây phía trước mình có gắn tem kiểm định nữa nè, nhưng mà trời nó chói quá không thấy gì hết trơn. Rồi cày đi, giờ quay trở lại game, chúng ta bắt đầu đi rước khách. Và cái map mà ngày hôm nay mình trải nghiệm với các bạn xem thì đó là cái map ICGF các bạn. Đó, thì cái map này mình đang định là sẽ chạy, hiện tại mình đang ở chỗ này là một cái đường ở quê các bạn, và mình sẽ rước khách, mình đưa khách lên tí cho thành phố thế này. Đó, cái map này nó là tay lấy nghịch, nên là mà đã được fix lại tay lấy thuận nha các bạn. Mà chơi cái phiên bản cũ nên là các bạn có thể là tải hoàn toàn miễn phí luôn. Và bạn nào máy yếu chơi vẫn được. Đây là phiên bản dành cho máy yếu luôn các bạn, nên bạn nào máy yếu có thể là tải ngay về chơi luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi hành trình thôi nè. Bây giờ mình sẽ đề máy lên. À quên, đề máy trên vô lăng chứ. Các bạn ghê à, xe con, xe 7 chỗ các thứ, đề máy lại là âm thanh của xe tải. Phải cả chữ. Nhưng mà không sao, không sao, chúng ta vẫn đi được thôi. Ủa, hạ thang tài chưa ta? Ủa? Sao nó không chạy dần vậy? What the hell? À, xe bị gì vậy? Rồi, ok các bạn. Nãy bị lỗi xíu, lỗi kỹ thuật xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ hạ thang tài xuống nào để mình lùi lại nè. Quá dữ, quá dữ. Dài ơi. Đây mọi người đông thế.
Có ai đi xe không? Lâu quá vậy mới quay trở lại lái taxi rồi, mọi người ủng hộ đi chứ. Ôi đứng đông quá trời đông nè mà không ai đi xe tôi hết trơn thiệt luôn hả trời. Xe này cũng ngon lành mà đời mới các thứ mà sao không ai ủng hộ chứ vậy? Ở từ các bạn đợi mình tí để mình chỉnh cái ghế này coi. Chỉnh ghế lúc nào tôi quên bà nó vậy. Ủa chỉnh ghế không được sao ta? À đấy nè, đứng nè, đứng nè. Ủa này phải này là chỉnh gương mà. Đây ghế đây, ghế đây, ghế đây. Rồi nha, để mình chỉnh cái ghế cho nó xa ra tí coi. Ngồi gì đâu mà kế cái vô lăng rồi đấy, muốn ăn luôn cái vô lăng cái gì vậy. Rồi ok, đi, let's go. Ủa bây giờ mình ra mình quẹo bên nào đây trời? Ra là quẹo quẹo trái à? Để coi bản đồ coi. Ồ, đi ra là quẹo trái các bạn. Đi hồi lộn đường á là không biết đường mà về luôn á. Từ nha. Ủa đông xe vậy? Ờ mọi người có thể cho em qua cái không? Nhưng mà đông dữ vậy trời. Dừng cho em qua cái đi. Cảm ơn. Mọi người dừng đường cho em qua với. Ê, anh trai. Nhường đường cho em qua cái. Ôi, cảm ơn anh trai. Rồi. Sau một thời gian nài nỉ xin xỏ các thứ thì cuối cùng thì mình cũng đã xin được nguyên một dàn xe. Trời ơi, sao mà nó đông dữ vậy trời. Các bạn nhìn nè. Xe nó thành một cái đường hàng dài tiếp luôn ấy. Dài vãi chưởng. Trong xe này nó cách âm ok các bạn. Xe này nó cách âm đỉnh vãi chưởng. Nhưng mà ra ngoài thì âm thanh nó lại vãi nồi luôn. Xe hơi mà âm thanh xe tải mới ghê. Và đặc biệt có kèn xe tải nữa. Đây. Thấy chưa? Kèn hơi xe tải nữa nó mới ghê. Quá dữ. Đây có cây xăng phải không ta? Ê, xe còn xăng không? Ồ, phiên bản cũ rồi nó zoom cái táp lô không được các bạn. Thôi kệ đi. Xe này mới lấy của công ty Mai Linh, mày nghĩ chắc còn xăng ấy. Đường này là đường quê rất là đẹp luôn các bạn. Đó, hai bên nhà cửa rồi là cây cối đồ rất là đẹp luôn. Nhưng mà một tí ấy, mình lên tới thành phố là sẽ khác liền các bạn. Nhìn cái là khác bạc liền. Ơi mọi người ơi, có đi xe không? Đó là đi nguyên gia đình luôn các bạn. Này hơi đông. Xe mình là xe 7 chỗ. Thì mình nữa là người thứ 7 nên là mình chở được có khoảng 6 người thôi. Mà gọi là lên nhiều người quá mình đi công an bắt nên thôi. Xe này chở được có 6 người nè các bạn. Ê, bên hông mình ngồi một người nè. Rồi sau lưng mình ngồi có thể là được ngồi được 3 người nè. Là 4 người đúng không? Rồi sau đó là sau cuối xe các bạn. Ghế nó hơi nhỏ tí nên ngồi được cũng khoảng 2 người nữa. Là tổng cộng 6 người. Uầy, quá đỉnh. Nếu chen ngồi ở phía sau cuối người được cũng được. Đi không ơi, gia đình mình ơi. Gia đình mình vẫn đông như vậy. Gia đình nào cũng đông nha các bạn. Làm sao rước được đấy, có ai đi ít không? Để coi coi. Bên này thì ơi trời đất, sorry. Lo nhìn đường, sorry anh trai. Ủa cái gì mà đông như vậy? Ủa con ai nhìn sao đít bên kia? Vãi cái trường xe nhóc hết trơn luôn các bạn. Ôi đất ơi. Họ chạy lẹ lẹ để không hồi trúng chữ các bạn. Đông người quá. Để hồi kẹt xe đấy. Ui các bạn nhìn nó đông xe coi nè. Vãi cả nồi luôn. Đó qua đây nó bớt xe lại đấy. Ủa bây giờ qua đây lại đông xe lên nữa. Bạn nhìn xe nó đông dài thòn luôn. Ai bảo ở quê nghèo nàn không có xe đâu, các thứ đông. Bạn thấy không? Ở quê giờ xe đi muốn kéo đường không có đường mà cho xe đi luôn ấy. Xe càng ngày nó càng đông phải cả trường. Bây giờ là các đường nông thôn ở quê ấy các bạn. Là bây giờ là người ta đang bắt đầu thi công dần thành lộ 4m rồi. Hồi xưa nếu mà gọi là đường quê mà được lộ 2m đấy là gọi là quá dữ rồi, quá đỉnh rồi, lộ đan rồi các thứ nhìn quá xịn sò rồi. Nhưng mà bây giờ là đất nước càng phát triển hơn các bạn. Xe hơi nhà nhà đều có nên là nhà nước mình bắt đầu là xây dựng lộ tận 4m là các bạn. Ủa bự,
4m thì xe hơi vô ngon lành luôn đấy. Ở từ đây về sau thì cơ sở hạ tầng của Việt Nam mình nó sẽ càng phát triển hơn rất là nhiều, nên là xe cộ này nọ rồi nó cũng nhiều theo đấy. Mỗi nhà đôi khi ở quê xe hơi nhiều bình thường, nên là lộ đường xá này nó cũng phải được mở rộng ra. Đấy, lộ 4m thì sau này sẽ được làm ở quê trong vài năm tới, mình sẽ nghĩ rất là nhiều đấy. Và đặc biệt là đường xá này nọ cao tốc rồi nó mở ra tùa luôn hết. Việt Nam mình bắt đầu là phát triển dần rồi đó các bạn. Nhà bạn nào mà bây giờ vẫn còn chưa có xe nữa thì mở clip mình coi đi. Mở clip mình coi để biết lái xe hay nữa mua xe xong tự lái luôn, đúng không? Mấy đoạn này thì nó vắng vắng các bạn. Các bạn nhìn đằng sau lưng mình kìa, như là kiểu là mình là một vị tướng vậy đây, dẫn nguyên một đàn binh phía sau, quá trời đông luôn. Hello hello mọi người, hello, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Rồi sao nãy giờ tôi vẫn chưa rước được khách luôn các bạn, vãi cả nồi. Đi cả buổi trời nãy giờ vẫn chưa rước được khách nào hết, phải ghê chứ. Để mình mở cho các bạn cái gương hậu đây, đó các bạn có thể là nhìn được hai cái gương hậu luôn. Chỗ này như là không có khách các bạn ơi, này là cây cối rồi, như mình đi vô rừng vô gú gì ấy nè. Các bạn thấy cánh đồng đẹp không? Wow, xịn sò cánh đồng nè các bạn. Đó, có những cái cây dừa. Cái dừa này sao nó lùn dữ vậy trời. Ở Việt Nam mình cây dừa nó cao vời vợi luôn, nhiều khi leo lên muốn không nổi. Cây dừa ở đây nó lùng ẹt. Ôi gia đình mình ơi, đi không gia đình mình ơi. Ôi lại đông quá. Cái này chắc là tôi phải cho lên nóc ngồi bớt các bạn. Các bạn thấy trên nóc mình có gắn một cái này mình không biết gọi là cái gì ta. Cái giá để đồ à. Cái này là gọi là cái gì các bạn? Nhưng mà cái này là có thể là để đồ rồi trên đó đấy. Ví dụ như một số gia đình đem vali nhiều rồi đấy, thì có thể là bỏ vali lên ở phía trên nóc này. Đó, đồ để trên này cũng được luôn. Đó. Chứ cái cốp phía sau này nếu mà ngồi 3 dãy ghế rồi, ngồi thêm 2 ghế đằng sau cuối nữa thì khả năng là cái cốp đồ mình nó sẽ được, nó bị nhỏ hơn, không để đồ được nhiều. Thì nên là một số gia đình ví dụ đi du lịch, đi biển này, mua hải sản hay là đi sân bay, đi thành phố rồi các thứ, rồi đem vali đồ theo ấy, thì có thể để trên nóc, bự quá có thể để trên nóc. Xe quá đầy đủ tiện nghi luôn, mà không đi nữa thì thôi luôn. Đường trống này mình sẽ tranh thủ chạy lẹ các bạn. Hello các bác tài nhá. Ồ, nãy giờ mình ý là kiểu là toàn xe con nhiều ấy các bạn. Ý, đây có bến xe thì phải. Ôi, ôi, có bến xe. Quẹo vô. Anh trai ơi, cho em qua cây. Anh trai. Trời đất ơi, em xin qua rồi mà anh không cho em qua nữa. Chắc em về em mét mẹ em quá. Vãi trưởng anh trai. Rồi anh trai đi. Trời ơi, em ghé vô bến xe em rước khách cũng không được nữa. Ôi hello bà con, ai muốn về quê nhanh gọn lẹ, nhanh chóng đặt xe em ngay. Thì em đang có chương trình khuyến mãi, đi 1 tính tiền 1 và đi 2 tính tiền 2 và đi 3 tính tiền 3 luôn. Ai đi em gia đình này đây. Xe em bây giờ là có cái chỗ mà để đồ ở trên nóc nè, nên là gia đình mình mặc dù là xách đồ nhiều, mọi người cũng có thể là bỏ trên nóc em luôn, xe quá tiện nghi luôn. Hai gia đình mình 2, 4, 6, 7 người, nói chung là tống lên xe em vẫn được luôn. Đi không? Quá đỉnh, quá giá rẻ rồi. Đi 7 người em tính tiền cho 7 người luôn. Không tính tiền 8 người đâu, yên tâm. Không đi à? Không đi thì thôi. Khổ ghê. Tính vô bến xe rước khách, nhưng mà hơi tiếc. Tại vì người ta vô bến xe là người ta đi xe buýt rồi các bạn, ai đâu đi taxi. Nên thôi mình đi quay ra lại các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đi Sài Gòn thẳng tiến các bạn. Rồi đông xe đi. Từ mọi người ơi. Anh trai ơi. Nhường cho em qua với. Alo. À, cảm ơn. Merci beaucoup.
cảm ơn. Rồi, tính ghé bến xe rước khách nhưng mà khách không đi. Thôi kệ đi chứ biết làm sao bây giờ. Uầy, cái game nó kiểu muốn lắc lắc luôn các bạn. Hay là mình để mình hạ cái lưu lượng xe xuống bớt bớt các bạn. Mình thấy lưu lượng xe nó đông vãi nồi. Ở gia đình mình đi không gia đình ơi? Woo! Gia đình nó đông quá. À, để mình hạ cái chat feed xuống nha các bạn. Nó có một cái lệnh để mình ghi cho các bạn luôn nè. G chat feed. Đó, mình để tầm 2 thôi. Rồi. Hồi nãy đông quá. Xe gọi là chạy mịt mù đường luôn các bạn. Rồi. Đó, xe bắt đầu thưa thớt. Tôi tính nói thưa thớt ra mà sao giờ nó vẫn đông vậy nè. Như là cái đường này nó đông thiệt các bạn. Đường này như kiểu quốc lộ rồi hay sao, đông vãi nồi. Xe gì mà đông dữ vậy? Ôi, anh chị ơi, đi xem anh chị ơi. À, nhà hai anh chị ở đây à. Nhà hai ông bà ở đây, ông bà đi làm gì nữa. Nè, các bạn thấy không? Rất là nhiều người mà đứng đón xe các thứ luôn nè. Đây nè, nữa nè. Mình xe chỗ này có xe luôn các bạn. Mà đa số là người ta đứng đón xe khách thôi. Đợt sau chắc bỏ nghề lái xe taxi, chuyển qua nghề lái xe khách đi các bạn. Đông khách hơn rất là nhiều. Ơ, hồi như là mình tới. Thôi đi, thôi đi. Em có quý đâu. Em chạy vô lề cho. Ồ, đi 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 đi. Rồi mình sẽ rẽ bên trái nha các bạn. Trời ơi. Ủa chỗ này đâu có đèn xanh đèn đỏ đâu sao dừng hết trơn vậy. Đi luôn đi nè nè nè. Đi nè đi nè đi nè. Ôi. Rồi trời ơi. Liên hoàn luôn các bạn. Đụng liên hoàn luôn. Không sao. Lùi xe chạy tiếp chị ơi. Đừng có lo. Rồi các bạn ơi. Rồi cuối cùng mình cũng đã qua được cái ngã tư Thằng Thánh đó rồi. Mà đông xe dữ vậy. Tính là mình để chat feed 2 mà nó còn đông nữa các bạn. Để mình để chat feed 1 luôn coi. À, mình đang để chat feed là 1 luôn. Ôi trời ơi. Lạc tài lái, lạc tài lái. Xe mình chạy đi hiện tại đang khá là nhanh rồi nha các bạn, để mình coi coi. Ồ, cái này nó cũng chưa nhanh lắm. Này nó cũng mới có 120 km/h. Vãi nồi chim én tung bay. Hiện tại đoạn này thì nó vẫn còn là đường nông thôn các bạn à. Thấy không, cảnh ruộng này nọ đâu rất là nhiều. Tí mình vào thành phố rồi thì nó sẽ nó khác ngay, khác biệt. Ui, chỗ này cái gì vậy? Ui, bò các bạn ơi. Ôi, bò thả lan luôn nè. Cái này chắc mình phải bắt kêu một con bò, bỏ lên xe em chở về luôn cho lẹ. Xong đem về là có món thịt bò liền. Không biết ở đây có bạn nào thích ăn thịt bò không các bạn? Thịt bò là một cái món rất là bổ dưỡng nha các bạn. Rất là giàu protein. Ăn rất là khỏe. Và đặc biệt bạn nào mà tập gym rồi đấy, tập thể hình rồi đấy, ăn thịt bò quá đỉnh luôn. Nhưng mà thịt bò ngon thiệt. Đấy, tôi cũng là một người rất là thích ăn thịt bò các bạn. Nhưng mà bây giờ trước mặt mình đang là một cái con xe đầu kéo. Và nó đang vận chuyển cái gì vậy ta? Nó như kiểu cái bồn nước vậy các bạn. Ồ, đúng rồi các bạn, nó đang vận chuyển cái bồn nước. Rồi bây giờ mình làm sao vượt có được ta? Ủa nhưng mà đoạn này nói chung nó cũng chạy nhanh các bạn. Không có chậm. Wow, để mình ra ngoài cho các bạn xem cảnh quê nha.
hai bên là có những cái cây dừa nè các bạn ơi. Nhưng mà cái dừa này sao nó rất là thấp luôn ấy. Cái dừa Việt Nam mà nó cao, sao cái dừa này nó thấp quá nồi nè các bạn ơi. Dừa này cỡ chừng 3-4 mét gì là dữ lắm các bạn. Quá trời thấp luôn rồi nè. Đó, thấy không? Dừa gì mà thấp chủng không biết nổi nữa. Đoạn này là cái cua các bạn, cái cua này sao nó được ưu tiên nó làm cái gào ở ngoài đường nè, các bạn thấy không? Đoạn này kiểu được ưu tiên hay sao ấy? Ồ, hình như là chỗ này nó là vực thẳm các bạn. Hai bên kiểu nó hơi sâu một tí nên là người ta ưu tiên cái đoạn này, người ta làm cái lan can đường cũng như là gào đường ấy. Hay là cái này là cây cầu. Mà nãy giờ mình đâu có thấy nước gì đâu. Nếu mà nước người ta mới gọi là cây cầu chứ. Cầu phải bắt qua sông. Ui, tới thành phố rồi. Trời ơi, lên tới thành phố rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ ghé phải đúng không ta? Đúng rồi, ghé phải. Rồi sao dính đây nữa vậy, kẹt xe đó rồi. Rồi qua luôn. Từ từ anh trai ơi, cho em qua cái. Ủa công an. Dạ xin chào mấy chú công an nha. Chúc mấy chú công an một buổi sáng vui vẻ. Mới vô thành phố đã gặp công an rồi các bạn. Phải chứ, ui trời ơi. Các bạn nhìn một cái đoạn xe nè. Nó dài vãi chưởng luôn ấy rồi nhìn nè. Đa số các bạn thấy là đa số là xe con là nhiều. Xe con nhiều vãi nồi. Đó, đâu xuất hiện được chiếc xe đầu kéo. Nhưng mà xe đầu kéo nó rất là ít luôn, và đó lại là xe khách đấy. Xe khách mình không thấy luôn. Nhưng mà xe con thì nó nhiều vãi nồi luôn ấy. Ôi đoạn này là mình vẫn chưa vào trung tâm thành phố nha các bạn, mình vẫn còn ở phía ngoài. Chưa vào trong nữa. Để mình xem coi. Ui còn xa lắm, một tí nữa mình mới vào trung tâm thành phố. Nhưng mà vào đây là bắt đầu là nhà rất là nhiều rồi. Nhà như kiểu cửa hàng này nọ đấy. Các bạn thấy là người ta trên thành phố rất là đông luôn không? Đó. Ê bây giờ xe mình đã vào được trong thành phố rồi nè các bạn. Quá trời đông xe luôn. Nhà cửa tấp nập, quán xá đầy đường, cửa hàng đầy nơi hết trơn ấy. Trên này mấy cái xe, các bạn thấy mấy cái chiếc xe mà tốc hành nó đậu nhiều vãi chưởng luôn. Mấy xe đó thì nó sẽ rước khách, rước đưa đón khách rất là nhiều, rồi lại là nó nhanh đấy các bạn, nó chạy nhanh đấy. Nên người ta rất là chuộng xe đó. Đôi khi là một số chiếc xe tải xe khách các bạn, có xe tải xe khách ấy, thì nó rước khách thì nó đi nó ghé chạm dừng chân này nọ rồi, nên là nó đi hơi lâu tí. Còn mấy cái chiếc xe tốc hành này các bạn thì nó lại không ghé chạm dừng chân, kiểu là nó chở khách từ địa điểm đầu tiên đến cái địa điểm kết thúc là đi một mạch luôn. Với lại nó sẽ chạy nhanh hơn một tí, nên là bạn nào mà kiểu công việc gấp hoặc là đi cho nó nhanh ấy, thì có thể là đi xe tốc hành nó sẽ rất là nhanh. Nhưng mà nó lại nguy hiểm các bạn, đúng không? Thôi tôi đi xe khách cho nó an toàn. Ủa rồi. Đông vậy. Ê đừng có nói dừng lại chờ nữa nha. Ê chờ thiệt à. Vậy tôi xin qua nha. Ê anh trai. Thôi. Ok các bạn, cuối cùng mình cũng đã xin qua được rồi. Nắng chá vãi chưởng luôn. Các bạn thấy nắng không? Nắng lên rồi nó chá vô mặt mình. Sáng trưng luôn à. Chá nắng quá. Ngồi trong xe đúng chá nắng luôn các bạn. À, nắng giờ này kiểu như kiểu 12 giờ trưa. Ôi cái gương hậu mình nè. Nhìn không thấy gì luôn. Quá trời nắng rồi. Thôi vô thành phố mình chạy ở ngoài này đi ha.
cho các bạn xem chiếc xe mình ở phía ngoài. Lên đây là người ta đi ngoài đường nhiều vậy. Ui, qua cây cầu nè các bạn. Cây cầu này nó giống như kiểu mấy cây cầu mà của Pháp xây dựng hồi xưa ấy, hồi thời chiến tranh Pháp ấy các bạn. Thì có những cây cầu giống giống như vậy nè. Và nó rất là bền luôn, nhiều khi nhiều cây cầu tới bây giờ vẫn sử dụng ngon lành luôn. Ngoài chạy nó cũng ngon mà sao nó ồn vãi chưởng luôn đó các bạn thấy không? Anh thấy nó ồn vãi nồi, kiểu là động cơ máy nó bự. Còn vô đây thì nó đỡ nghe tiếng động cơ hơn, nghe nó đỡ ù tai. Bây giờ mình không biết là mình ghé nên ghé đâu luôn các bạn. Mình cứ chạy lên phố chứ đi và chắc mình tìm cái chỗ nào bán đồ ăn hay gì đấy. Mình ghé mình ăn và bắt đầu mình đi rước khách lại các bạn. Bữa nay ế quá ế luôn. Chuyến xe taxi Mai Linh lần đầu tiên quay trở lại chạy mà nó ế vãi trường. Nè, người ta đông vãi nọ không? Bên này có thêm mấy ông nội xe ôm nữa. Mấy ông nội xe ôm đó, mấy ông bắt khách của mình nó chơi nha các bạn. Làm sao mà có khách để có thể là rước khách đi. Đông quá. Ui ôi, kẹt đường luôn hay gì rồi. Cho qua được không? Ờ chết. Lách qua. Ôi. Ôi cái đoạn này nó bị gì vậy các bạn ơi? Ừ. Trời ơi cái gì đấy ghê vậy? Trời ơi. Trời ơi, chết bà đụng rồi này nó ơi, chú công an ơi. Ui ghê quá, cái đoạn này nó bị gì vậy các bạn, nó bị lỗi hay sao ấy. Từ từ bình tĩnh cho em qua cây. Rồi. Ok liền. Này mình chạy thẳng luôn đúng không ta? Rồi. Bữa nay mình chạy thẳng luôn các bạn ơi. Ui. Cái đoạn đó nó bị tai nạn cho các bạn. Và bây giờ nó làm kẹt xe nguyên một cái đoạn dài luôn. Mà dù đường trong thành phố nhưng mà nó chỉ có một lane thôi các bạn, nó không được lane thứ hai. Nên là một cái chiếc đằng trước nó kẹt thôi, nó kẹt nguyên một đoạn dài tít đằng sau luôn ấy. Để mình coi mình còn đi đâu nữa ta. À phía trước hình như là tới ngã 3, ngã 4 rồi đấy các bạn. Ui nhà nhiều vậy. Cái map mà nó càng nhiều chi tiết như thế này thì các bạn chơi nó rất là dễ lắc luôn. Nên là bạn nào máy yếu thì hạ bớt cái xe lưu lượng lưu thông chung với mình đó các bạn. Tại nhà nó đã nhiều nó gây lắc game rồi. Như đây cái ngã ba đúng không ta? Chưa tối các bạn. À dạ cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cán cục đá hay sao ấy? Rồi. Ủa như chỗ này. Chỗ này có đường ghẻ vào nè. Bây giờ mình đi đâu đây? Mình lên cái ngã ba này luôn các bạn. À ngã tư hay sao? À ngã ba. Rồi mình ôm cái bùng binh này. Ôi. Ôi chiếc xe này làm gì đậu đây vậy? Rồi đường đó tôi đi. Trời ơi mấy xe đi ngược chiều luôn các bạn. Rồi sao tôi qua được đây? Giờ mình phải lách qua các bạn. Rồi. Chỉ có như vậy mới qua được thôi. Không là không thể nào qua được luôn. Tưởng như thành phố đi ngon lắm các bạn, nhưng thành phố nó vẫn kẹt xe như ở quê bình thường. Còn đông xe hơn nữa. Uầy, có một cái bức tượng gì nè các bạn. Tượng gì ấy? Ơ cái gì nữa rồi? Ôi là kẹt xe nữa à.
Mấy xe này nó không biết vào vùng binh các bạn ơi, nó đi ngược chiều luôn nè. Ở chiếc ông nội đó tự nhiên cái sắn đầu vô xe người ta luôn kìa. Phải rồi. Em coi có chỗ nào để mình ghé vào ăn uống các thứ đồ không? Này phía trước có cái ngã ba rồi, chắc mình quẹo vào đó để mình coi có cái gì ăn không. Ôi kẹt xe quá. Ôi cái gì rồi, giảm sóc. Ôi, muốn bay xe luôn ấy. Ơ ở đây phải không ta? Ủa phải đây không? À đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đi lộn đường rồi. Từ từ mọi người ơi, cho em quay đầu xe cái. Ê đụng xe này luôn rồi. Cái gờ này cao vậy ta, cái gờ đằng sau đít mình nè các bạn. Không lùi được nữa rồi, mình phải nhóng lên. Rồi lùi cái nữa. Mình làm kẹt đường luôn rồi. Đó. Rồi. Đi thôi. Ui trong này có khách nè mọi người ơi. Có ai đi xe em không? Nhưng mà thôi đi, chắc em đi kiếm cái gì em ăn cái đã. Em đói bụng quá, em đi từ dưới quê lên trên này rồi. Mọi người có đi thì đợi em xíu để coi trong này có quán ăn gì không ta. Ôi cái người giám sóc mình lên nó kêu nó muốn bay luôn ấy. Đây bán gì đây, bán gà. Còn gì ăn không ta? Thôi để mình ghé đây đi các bạn, rồi mình kiếm cái gì mình ăn sao. Rồi hai anh chị đi đâu vậy? Trời ơi đi ra cho em chạy coi. Đậu xe đi. Ui chỗ này bán cái kiểu đồ ăn lề đường nhóc hết rồi các bạn ơi. Rồi thôi đậu xe đi. Rồi ok các bạn, như vậy là ngày hôm nay mình và các bạn đã cùng nhau trải nghiệm lại được cái chiếc xe Toyota Innova đến từ phiên bản Mylin màu xanh rất là huyền thoại nữa các bạn. Và bạn nào thấy video của mình hay đừng quên lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Và bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục những cái nhà xe taxi nào nữa, hoặc là muốn trải nghiệm tiếp tục xe gì nữa thì comment phía dưới mình biết, mình sẽ làm thêm cho các bạn xem. Và đặc biệt hơn là bạn nào có muốn chơi cái chiếc xe taxi Mylin này, hoặc là cái bản đồ mà làng quê nãy giờ mình trải nghiệm cho các bạn xem đấy, thì các bạn có thể là xuống phần miêu tả click vào cái đường link dẫn đến cái trang tải mod.com của mình ấy. Thì cái mod này các bạn có thể là tải hoàn toàn miễn phí lên luôn, nên là các bạn nào có thể là muốn chơi thì có thể là tải về chơi cho giống mình. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.